Ông bà có thấy con chim tóc không? Trời ơi, đuổi mình đi. Tôi đến tôi giúp với ông ạ. Mặc đồ mình. Ngồi sao mà bác ơi? Trời 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 trời. Vãi người không ạ? Đến tôi giúp ạ. Ôi trời. Nhưng mắt tay đuổi mình đi đâu mà các bác. Ủa nãy mình thấy đây mà ta. Dạ, Tâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà cô bác anh chị em. Tâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà cô bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những căn nhà hoang, khám phá những nơi có ma mị và tìm cách giúp đỡ những vong linh. Thì hôm nay Lâm bắt gặp một cái căn nhà ở trên núi. Hiện tại giờ Lâm đang ở trên núi Thiên Cấm Sơn. Đó. Ông bà cô bác không? Xung quanh đây rất là vắng, dường như là không có ai. Cho nên là Lâm thấy một cái căn nhà bỏ hoang, Lâm sẽ vào trong đây và chia sẻ cho bà cô bác xem trong đây có những gì. Nếu mà có vong linh thì Lâm cũng sẽ tìm cách nào đó giúp luôn nha. Còn không có thì thôi đi về nha bà cô bác. Thì mời bà bác theo dõi video nha. Thì xe chạy vậy thôi, vô trong cái căn nhà hoang này thì có điều gì đó huyền bí và kỳ lạ thì không biết. Ông sẽ bước vào trong đây khám phá chia sẻ cho bà con xem nha. Tối còn đêm này chắc không lại đây đâu, không dám lại đây đâu bà con. Đi nha. Và bên trong nha bà con. Trời ơi, nhìn cho xa nó sụp đổ hết trơn này kìa mà các bác. Nó sụp đổ gì trơn, ghê vậy. Ngồi trong thử coi. Ôi, nó sụp nát hết trơn rồi. Lâm thấy có ai đó ở trong bà các bác ơi. Không biết có người ở trong hay sao. Dạ em cho, em xin chào ạ. Cho hỏi người hay là vong ạ. Em xin chào ạ. Đâm vào trong thứ không mà các bạn. Vào trong mới biết được nha. Đây, cây cỏ nó ung tùm hết trơn. Chỗ này rất là vắng luôn. Nó có bóng người đâu. Thôi cái nhà nó sập hết trơn này không mà các bạn. Các bạn thấy không? Ôi. Không như thấy ai đi người hay sao? Dạ em xin chào ạ. Ôi. Ui, coi dòng không bà các bác ơi. Thôi trước khi Lâm vào đây Lâm cũng niệm với chú nha. Nam mô Án Mi Đi Bất Bà Hồng. Nam mô Án Mi Đi Bất Bà Hồng. Nam mô Án Mi Đi Bất Bà Hồng. Đi lại có ma quỷ nghe tiếng mình nó cũng sợ, nó không dám làm gì mình đâu mà các bác. Thôi cái nhà lúc trước Lâm lại nó sụp hết trơn, nó sụp đổ nát hết trơn rồi mà các bác. Trời, ông bà có bác. Ôi, dạ em xin chào ạ. Ôi đủ mình đi luôn rồi bà bác ơi. Ừ.
cho tôi cho hỏi ông hai người hả? Thôi Lâm vào bên trong thử coi. Cái đường này có đường vô không? Mình đi đây này, bên đây có đường. Rồi mình đi bên đây thử có đường vô mà các bác. Mới đuổi mình đi. Mới đuổi mình đi đâu mà các bác. Trong vị trí này nè. Lâm vào trong thử coi. Ôi có rừng có người hay sao? Người hay dân không không? Ủa? Không ai thấy này ở đâu cái kia rồi. Thôi đàn Lâm thấy vị trí này nè mọi người. Tiếng lại gần thế coi. Ồ, trung quanh cả nhà nó nổ nát cả trơn nữa mà. Nhà mà các bác thấy không? Hình như người sao á, mặc áo bông bông bông, Lâm thấy cái cam thấy không biết rõ không. Tới này thôi. Đâu có thấy đâu ta. Vậy anh xong vào trong không bạn bác? Dạ cho em hỏi người ha là dòng ạ. Nếu mà người thì thôi ạ. À. Còn nếu mà dòng thì có cần giúp đỡ gì không ạ? À? Làm di chuyển qua mình nói tới. Biết là vắng mà quá ơi, đâu có ai đâu. Vắng lắm. Xa xa bên kia có cái nhà. Chứ không phải là không. Nhà mà hiện tại thì chỉ là cây cối tùm hết trơn á. Mà lại sao có người ở đây? Đi vào trong thế này. Đi hướng này vô luôn nha. Tôi có vị trí vô. Vô trong thế này. Ui, Lâm mới thấy người hay sao mà quá rồi. Tiếp thẳng vào trong nè. Nếu mà dông thì tôi tìm cách nào giúp đỡ dông nha. Chứ không có ý phá cách gì trong nhà đâu ạ. Bước vào trong luôn rồi mà. Không có ai ở chứ, vắng bè. Kìa 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 kìa. Ôi, đuổi mình đi kìa. Tôi đến đây tôi giúp mà tôi không có ý phá gì đâu ạ. Họ không cho mình vô đây, họ đuổi đi đâu mà các bác. Xung quanh này đồ đạc tùm lum nha. Dạ, cho em có cần người giúp đỡ gì không? Ủa, ở đây hồi xưa là nữ sao? Nó kèm bùi rề đánh răng này kìa. Dầu cù là này kìa. Nó cái nắp sòn húp rồi. Có hai cái nón bảo hiểm gì đó luôn. Có cái gối nữa. Ôi nhà thấy có bảy có ý kiến này rồi. Họ không có ý kiến đâu. Mới phải là người không? Chắc là người không có ở đây đâu mà quá rồi.
Ôi cái nhà nó sập hết trơn, mình đứng đây cho chầm bẹp mình mua. Đây này nó sập hết trơn. Ủa nghe tiếng gì? Mình mới nghe cái tiếng gì đây nè, mà nó rồi. Nhà nó sập hết trơn nè. Ôi ghê không? Ở đây là như là đồ đạc ở Lâm thấy vẫn còn nữa. Cái này nó sụp hết trơn nè. Mình đứng đây họ nó sập mình luôn quá. Nó mục hết rồi đó mà bác. Mà Lâm mới thấy cái bóng ở ngoài này, cái tiếng ngoài này nè. Là sao không thấy ta? Mà mình mới thấy cái bóng lúc nãy quắc quắc đuổi mình đi á. Thế nhưng mà người sao, tại sao không thấy vậy? Dạ cho em hỏi, giống hay là người vậy? Có núp đâu đây không mà các bác? Để Lâm đi tìm kỹ là coi nha. Coi chừng nó ra là sao đó. Nó đi ra lại vị trí sao coi. Thì nhà biết u ám không? Hồi xưa là như gia đình này có ở đầy đủ. Mà biết lý do sao người ta bỏ đi không mà các bác? Không hiểu nha. Mình thấy chỗ này nè, mà mình ra lại mình không thấy nữa. Đâu kìa, rồi mình bước lên đây thử coi. Mình để chùm cái nón vô nắng được quá. Bước này thử coi. Đâu có thấy ai đâu ta. Đâu thấy ai ngoài đâu. Sao mà kỳ lạ chứ mà. Ôi trời trời trời. Coi, kìa kìa ngoài có phát thấy không? Ôi người sao á. Kìa kìa ông bác quá ơi. Kìa kìa ông bác quá, thấy không? Đậu Lâm đi dưới thử coi. Đi đường này xuống rồi nè ông bác. Đi Lâm đi. Đường này phóng xuống cũng được. Nhưng mà mình không đi không bắt kịp thời gian cho được ông bác. Nha. Chỗ này là Lâm phóng xuống luôn nha. Có cái đường xuống, nhảy xuống luôn. Bây giờ lẹ ra trong bọc cho bác xem. Ủa nãy mình thấy đây mà ta. Có xuống đây không ta? Rất là kỳ lạ luôn á. Mình vô trong nhà thì họ lại ra ngoài này.
mình ra ngoài này thì ngồi trong mất tiêu. Đâu làm lên đó thử coi, nó coi có không mà không. Cái này giống gì nhìn không rõ mà có thôi, không phát tay đuổi mình không à. Đi ngược trở lên nè, ui trời 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 trời, bảy người không mà, đến tôi giúp ạ. Ôi ôi trời, mắt tay đuổi mình đi đâu mà có mắt. Đâu mất tiêu rồi ngoài quá coi. Không tiến hành vào. Sao kỳ ta cái dông này ngộ rồi chứ. Không mất tiêu ta. Ui kìa 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 kìa, ông bà có thấy con chim tóc không? Trời đuổi mình nè, tôi đến tôi giúp nhau mà hoặc đuổi mình ngồi sao mà bác ơi. Rõ ràng mình thấy trên đó mà. Dạ nếu mà dông thì làm điểm đây giúp cho nghe chứ không phải là phá hay là đến đây bắt dông đâu ạ. Trời nắng chằng chang những xuất hiện nhưng mà bắt không đi qua bển được rồi. Lẹ lẹ quá sao không đi đời ta. Họ không chấp nhận mình đó. Họ không chấp nhận gặp mình không bằng. Mình cũng phải quan trọng thử này. Họ trong lần nữa. Luôn luôn mà quá. Đi ra khỏi căn này nó sập đi chừng là chết luôn. Rồi không giữ đi. Làm sẽ đặt cái máy đây. Mình sẽ cho chị Nhiên mà có bác nha. Thôi để phủ sao đi. Cho chị Nhiên mà có bác nha. Thì mà có bác ơi, Long không biết cái này là cái dông hay là người. Không lẽ người gia cư ở ta? Ngoài gia cư ở thì không phải có đồ. Lâm thấy toàn là đồ cũ rồi vậy không à? Lâm nghĩ chắc có lẽ là muốn biết rõ hơn cái dông hay gì. Lâm sẽ sắp xếp một cái thời gian ngắn nhất. Có xe nó chạy tới chạy lui đâu mà quá. Lâm sẽ sắp xếp một cái thời gian ngắn nhất và trở lại ban đêm thử coi coi cái này là dông hay là người. Nếu mà dông thì Lâm cũng biết rồi, chắc chắn là nói như vậy là người thôi chứ thật ra là dông. Lâm sẽ sắp xếp lại ban đêm và sẽ đem cơm trái cây này đầy đủ. Nếu mà mình gặp cái dông thật sự thì mình sẽ cúng cho họ. Nếu mà gặp người vô cư mình cũng cho họ cái cơm trái cây để ăn luôn nha bà cô bác. Bây giờ thì video của Lâm sẽ kết thúc tại đây, hẹn bà cô bác những video tiếp theo. Nhưng mà các bác nha, bên kênh chính nha, kênh này kênh phụ, rất mong mà các bác hãy ủng hộ kênh nha, chào mà các bác.